Hello, xin chào tất cả anh em. Thì bữa nay mình có cập nhật gần 20 dòng cá bé màu khác nhau nha anh em. Và đặc biệt là mình có dọn hồ cũng như là mình sẽ xả rỉa một vài dòng cá bên chợ của mình ha. Đó. Và mình sẽ quay từ dòng cho anh em xem. Thì đây là một cái dòng đầu tiên anh em, là dòng rồng tím tia Platinum ha. Anh em thấy là nó full cái vảy Platinum mới trên lưng á. Nhìn rất là sáng nha anh em. Cái dòng này dành cho anh chị em mình thả thủy sinh ngoài trời không oxy đều ok nhé. Anh em có thể thả những cái hồ non bộ hoặc là những cái thùng xốp hay là khay nhựa đều được nha anh em. Cái này thì mình đi cho anh em cái giá là khá là ok luôn, là 40k một cặp nếu mà anh em bắt lẻ. Còn anh em bắt combo 3 cặp á, thì mình đi cho anh em là 100k đó. Ở đây thì mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên, anh em lưu ý giúp mình ha. Còn anh em nào mà bắt đơn từ 500k trở lên á, thì bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em. Còn đơn từ 200k á, thì bên chạy của mình sẽ lấy là 40k trên một đơn là phí ship nha anh em. Còn thùng xốp thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em ha. Đó. Rồi tiếp tục là dòng HB Get Sọt anh em. Thì cái dòng cá này nó còn tơ, nên là mình đi cho anh em là 30k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á, mình đi cho anh em giá cực kỳ mềm luôn. Nếu mà anh em bắt combo 5 cặp mình đi cho anh em là 100k thì nó chỉ có 20k trên một cặp hả anh em. Đó, anh em nhìn thấy cái dòng cá khá là cute luôn ha. Đó, cực kỳ ngắn nha anh em. Thì hiện tại mình lên tầm số lượng đâu đó tầm 100 cặp, nên là mình sẽ bán cái số bán mình xả rẻ cho anh em mình săn ha. Đó. Thì anh em mà muốn mua những cái dòng cá mà ở bên mình á, thì anh em chụp màn hình lại anh em gửi qua Zalo cho mình, thì mình sẽ hỗ trợ và chốt đơn cho anh em nha. Ở đây thì mình sẽ hỗ trợ ship toàn quốc cho anh em chơi, và mình sẽ bảo hành cá sống đủ cho anh em mình nhận ha. Anh em nhận cá ở bên mình á, thì được quyền kiểm tra cá của mình mua trước khi thanh toán cho shipper, nên là anh em mình cứ việc yên tâm ha. Đó. Cái này là Ivory Hackwing BDS nè anh em, mà cá này nó còn hai tơ á, anh em lưu ý giúp mình ha. Cá này nó còn hai tơ nên là nó chưa có bung hết, anh em chơi một thời gian cũng như là 20 tuần nữa con cá nó sẽ bung hơn hiện tại ha. Cái này mình đi cho anh em là 50k một cặp, anh em bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 200k ha. Đó. Rồi tiếp tục là dòng xanh Indo nha anh em. Thì cái size cá này nó được 3 tháng rồi anh em, nó đã bung bự hết rồi, bung đuôi khá là to luôn đó, và cái body nó cũng rất là to nha. Cái này thì mình đi cho anh em là 50k một cặp, anh em bắt combo 3 cặp đi thì mình sẽ để cho anh em là 120k ha. Đó. Với cái size cá và cái chất lượng cá mà mình đi cái giá này thì khá là ổn nha anh em. Mình sẽ quay từ dòng cho anh em xem rõ hơn ha. Như là cái dòng xanh Indo này á, thì anh em có thể chơi top wheel cũng được, hoặc anh em chơi trên hồ kính cũng được. Còn ở đây thì mình sẽ quay cho anh em xem là trên hồ kính, là để anh em biết được là những cái tia ở đuôi và nó có những cái quai văn trên thân á. Đó. Rồi tiếp tục là dòng rồng xanh Hackmon BDS. Cái bộ này là bộ Lightning nha anh em, nhưng mà này là bộ đuôi tia. Đợt hẩm mình đi cho anh em là 150k một cặp. Đợt này do là cá mình nó lên không kịp á, do là mình bán cá nó xay tơ hơn được hẳn một tí xíu, nên là mình đi cho anh em là 100k một cặp. Giá khá là mềm nha anh em, so với cái bộ giống ở bên mình mà mình đi cho anh em cái giá này là cực kỳ là mềm ha. Ở đây thì mình sẽ quay cái nào mình sẽ gửi cho anh em cá đó, nên là anh em mình cứ việc yên tâm ha. Đó. Còn anh em nào mà bắt combo 5 cặp á, thì mình sẽ đi cho anh em là 400k đó. Còn đơn từ 500k trở lên á, thì bên chạy của mình sẽ miễn phí ship nha anh em. Đó. Rồi tiếp tục là dòng Koi Get Air Ribbon. Thì ở trong đây là nó có là 6 cặp, thì nó có là full tai và nhú tai nha anh em, 6 cặp như trong clip ha. Cái này mình đi một lần cho anh em luôn nè, tại vì nó có này có kia anh em, nó có hàng nhú tai và nó có hàng lên một tai á, và nó có hàng full tai nữa, nên là mình không có chia ra bán lẻ cho anh em được ha. Thì mình gom là một lần luôn, là mình đi cho anh em là 6 cặp như trong clip, là mình đi cho anh em là 400k đó. Anh em nào mà thấy ok á, thì anh em chụp màn hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình ha, rồi mình sẽ hỗ trợ và chốt đơn cho anh em. Ở đây thì mình ship toàn quốc nha anh em, những anh em nào mà ở miền Trung hoặc là miền Bắc á, thì mình ship mình đóng đi rất là kỹ luôn. Thì một bọc nó có một con à, và nó có oxy tươi nữa, nên là mình đi mình rất đảm bảo về cái chất lượng cá cho anh em mình nhận được ha. Đó. Rồi tiếp tục là dòng Full Get BDS. Thì cái này hiện tại trong cái hồ này á, là mình còn 5 cặp như trong clip luôn đó, và 5 cá trống và 5 cá mái nha anh em. Cái này thì mình đi một lần cho anh em luôn là 130k ha. Đó, giá cực kỳ là mềm. Thì tính ra đâu đó một cặp nó tầm 25k hả anh em. Cực kỳ là chất lượng luôn, cực kỳ rẻ cho đất này luôn. Dành cho anh chị em nào mà đăng ký kênh của mình cũng như là theo dõi kênh của mình á, để dành sang xem những cái hồ cá như thế này ha. Đó. Full Get BDS nha anh em, hàng vây lưng to và đuôi to ha. Đó, nhưng mà nó có một hai con cũng như là một con cá mái nó bị gắt cái vây lưng đó anh em, nên là anh em thông cảm ha. Rồi tiếp tục là dòng Full Gold Gibbon, hàng tai bê bớm, tai bê dài nha anh em. Cái này hàng full nắp sành nè, nó full hai cái tai bê luôn,
nhưng mà mình đi cho anh em là 120k một cặp. Anh em bắt combo 3 cặp á, thì mình đi cho anh em là 300k. Còn anh chị em nào mà bắt hết 10 cặp ở trong clip này luôn á, thì mình đi cho anh chị em đó là 700k ha, và miễn phí ship luôn đó. Hồi đặc hẳn mình đi cho anh em á là 150k, nhưng mà cái lý do ngày hôm nay mình đi 120 á là tại vì ở trên cái lưng á nè, nó có một vài con nó bị rớt cái vảy ra, tại vì mình nuôi số lượng nhiều á. Anh em thấy không, nó có vài con ở trên cái vảy lưng nó bị rớt ra đó, nên là mình đi cho anh em cái giá nó mình đao xuống cái giá cho anh em mình dễ tiếp cận hơn ha. Nhưng mà cái nguồn gen và cái bộ giống thì nó là một nha anh em đó. Rồi tiếp tục cái dòng mà coi ghét ghi bông sắc pin, thì cái này là coi ghét gen e nè, nó là một cái con bố mẹ là full tai nó đẻ ra, nhưng mà đây là nó chỉ là một cái bộ gen thôi chứ nó không có lên tai, nên là mình đi cho anh em cái giá khá là mềm luôn đó, 50k một cặp. Anh em nào mà bắt combo 5 cặp á thì mình để cho anh em chỉ 200k thôi đó. Xây cá khá là to anh em đó, anh em thấy cái đầu nó khá là đậm ha, lên cái đầu màu rất là tươi luôn. Cái này thì mình không có nhiều nha anh em, mình có tầm 4-5 combo thôi ha. Nên là anh em nào mà yêu thích những cái dòng cá màu đỏ mà có những cái ghi bông á, thì anh em chụp màn hình lại anh em gửi qua Zalo cho mình ha. Rồi tiếp tục là dòng hàng tiễn ở bên chạy của mình nha anh em, hàng này cũng khá là mới trên thị trường ha. Thì cái này là Metal Gateway Hormone BDS, anh em thấy cái đuôi nó cực kỳ tròn luôn anh em, và cái đuôi nó hình chữ D ha, và nó có cái quai văn ở trên thân á, giống như là một cái con cá của mình mà nó được mặc thêm một cái áo giáp á, anh em thấy nhìn rất là chất lượng ha, và cái màu khá là tươi luôn. Thì hôm giờ anh em mình bắt cái dòng cá này cũng khá là nhiều anh em, thì hiện tại bên chạy mình còn tầm hơn 10 đôi để phục vụ cho anh chị em nào bắt ha. Nhưng mà mình vẫn đi combo với giá mềm cho anh em mình bắt là combo 5 cặp thì sẽ là 400k nha đó. Rồi tiếp tục là dòng cá vẫn là có quai văn ở trên thân luôn, thì nó là một cái màu vàng anh em, và đuôi là đuôi delta nha. Đuôi delta thì nó sẽ là hình tam giác đó, anh em như là anh em thấy là hình tam giác ha. Cái này là metal yellow lay nha anh em đó. Cái này thì mình đi cho anh em là 90k một cặp, anh em bắt combo 5 cặp á thì mình đi cho anh em là 350k. Anh chị em mà chơi trên hồng kính á, cũng như là mình ở đây nè, mình quay cho anh em là trên hồng kính á, nhìn khá là chất lượng nha anh em, mình đảm bảo với anh em luôn, cực kỳ là chất lượng luôn đó. Cái này thì anh em nuôi nền đen nha, nếu mà anh em nuôi nền đen á thì anh em sẽ thấy được đẩy cái tông màu con cá lên nó đẹp nhất có thể nha. Còn anh em mà nuôi như cũng như là nền trắng á thì nó sẽ bị ảnh hưởng màu nền cá nha anh em đó. Anh em lưu ý giúp mình những cái chỗ mà phân khúc màu nền ha đó. Rồi tiếp tục là dòng gồng đỏ Latinum nha anh em. Thì gồng đỏ này là cũng đuôi nó cũng có tia nó anh em, nhưng mà mình bán cho anh em là hàng Latinum, là hàng chơi top view á, là nhìn từ trên xuống anh em thấy được là hai cái bên phần thân của nó là nó có những cái vảy Latinum á nè đó. Cái này thì mình đi cho anh em giá khá mềm luôn, là 40k một cặp, anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 150k. Nó là gen hormone nha anh em, thì nó nếu mà anh em nuôi kỹ á, thì sinh sản ra á, thì nó sẽ có thể là lên hàng hormone cho anh em mình chơi ha. Thường thì hormone nó sẽ giá trị hơn là những cái hàng mà đuôi hàng khác nha anh em. Mình đảm bảo với anh em luôn là đẻ ra là chắc chắn là đuôi nó sẽ tròn đó. Còn nếu mà còn hormone hay không á thì do vào cái chất lượng của anh em nuôi như thế nào ha, và cái môi trường của anh em nuôi như thế nào nữa đó. Nó nhiều yếu tố khác nhau nha anh em. Rồi còn đây là full gold gibbon full option nè, cái này thì hàng tai bê nó có ngắn có dài trong clip này nha anh em, thì hết trong clip này luôn là 10 con cá máy. Nó 10 cái máy nó sẽ full 7 ở trên đầu luôn. Cái này mình đi một lần cho anh em luôn, giá cực kỳ mềm luôn nè, là 450k ha đó, chưa bao gồm phí ship nha anh em, đơn từ 500k cho nên thì bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Cái này thì cái vảy thì mình bao cho anh em luôn, thì nó sẽ full từng cái vảy một nha anh em, từ cái mỏ cho tới cái đuôi luôn á. Nhưng mà nó là nó có tai bê, nó có ngắn có dài, nên là mình đi cho anh em cái giá khá mềm là 45k một cặp, anh em bắt hết 10 cặp thì nó 450 ha đó. Rồi tiếp tục là dòng Metal Bluegrass, thì cái này thì hôm giờ anh em theo dõi kênh mình cũng sẽ biết, thì hiện tại mình còn 5 đôi nha anh em, 5 đôi xây 3 tháng, xây gần sinh sản được rồi. Cái này thì mình đi một lần cho anh em luôn là 5 cặp 150k cho anh chị em nào mà chụp màn hình lại anh em gửi qua Zalo cho mình ha. Đó, dành cho anh chị em nào mà thích những cái dòng cá màu xanh mà nó có những cái hoa văn trên thân á, cũng như là dòng Metal Bluegrass nha anh em. Đó, cá thì mình đảm bảo với anh em luôn là nó sẽ sung và lanh và khỏe, tại vì ở đây mình bán mình sẽ bảo hành cá nó sống khỏe tới tay cho anh em ha. Đó, nên là anh em mình cứ việc yên tâm khi mình lên đơn ở bên chạy của mình nha. Rồi tiếp tục là dòng Dumbo Big E qua thân là thân Latinum nha anh em. Anh em thấy phần thân nó là thân cái vảy Latinum ha,
Ở đây hiện tại mình bán cho anh em là cá nó còn tơi, xây 2 tháng rưỡi thôi anh em, nên là cái tai nó chưa có bung bự hết nữa. Anh em nuôi từ 3 tháng trở lên á thì mình đảm bảo với anh em luôn là cái bộ Dumbo ở của mình nó sẽ bung cái tai to hơn nha. Hiện hồi tháng rồi á thì mình đi xuất ra ngoài là tầm 350 cặp hàng Dumbo như thế này á anh em. Thì anh em rất là nhiều anh em mua cái bộ Dumbo Vít E ở mình luôn. Tại vì cái bộ này á thì mình bán cho anh em là mình bảo hành, mình bao cho anh em làm giống luôn. Đó. Giá thì 70k một cặp. Còn anh em bắt combo 5 cặp á thì mình đi cho anh em là 300k. Đó. So về cái chất lượng á thì mình sẽ đảm bảo với anh em luôn là giá cực kỳ rẻ nha anh em. Đó. Rồi, tiếp tục là dòng Full GX Blue. Full GX Blue này hiện tại bên chạy mình cũng lên số lượng khá là nhiều anh em. Mà mình đi cái giá này nó trên thị trường thì nó cũng khá là chất lượng cho anh em mình chơi luôn. Là 40k một cặp, so anh em nào mà bắt giá lẻ cũng như là một cặp hai cặp ha. Còn anh em nào bắt combo 5 cặp á thì mình đi cho anh em là 150k. Đó. Thì cái dòng cá này anh em có thể kết hợp là nuôi top view được nha anh em. Nuôi top view là anh em có thể nhìn từ trên xuống giống như mình quay cho anh em xem ha. Là anh em có thể nuôi những cái hồ xi măng á, những cái chậu kiển xi măng á, hoặc là những trong một cái thùng xốp hay là khay nhựa cũng được luôn. Là nó sẽ đẩy được hai cái ta bê lên màu rất là đẹp luôn nè. Đó. Rồi, tiếp tục là dòng HB Yalo. Thì HB Yalo này, cái bộ này ở bên mình thì cái đuôi nó khá là vàng đó nè. Thì mình đảm bảo với anh em luôn là cái đuôi nó rất là vàng nha. Đó. Thì cái này thì mình bán cho anh em với cái giá cũ là 40k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 150k. Cá bên chạy của mình nuôi thì hoàn toàn là không có oxy nha anh em. Tất cả khay nhựa mình nuôi là không có oxy. Anh em nào mà ghé chạy của mình thì sẽ biết nha. Hoặc là anh em theo dõi kênh của mình thì những cái video trước mình có quay cho anh em xem á là không có hệ thống oxy. Nên là anh em mình mua về á thì cái việc mà thường cá thì nó rất là đơn giản nha anh em. Đó. Chỉ có hai cái dàn hồ kính ở bên chạy của mình á, chỉ có hai cái dàn hồ kính mà mình phơm cá thì mới có chạy oxy. Còn những cái khay mà khay tặng á, thì không có, nên là anh em mình yên tâm nha. Đó. Rồi, đây là cái dòng cá mà cũng như là dòng cá quốc dân anh em, nó rất là dễ nuôi luôn. Cái này là Blue thật dân này dành cho anh em nào mà tập chơi ha. Tại vì thứ nhất là nó dễ nuôi anh em, thứ hai là giá mềm, cái giá nó khá là mềm luôn. Cái này thì mình đi combo cho anh em là 6 cặp. Combo 6 cặp thì mình đi cho anh em là 150k ha. Đó, giá cực kỳ chất lượng nha anh em. Thì cái dòng cá này cũng là một cái dòng cá cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay nha. Cảm ơn tất cả anh em mình đã theo dõi video của mình. Chúc tất cả anh em mình nuôi cá thành công nha.